Ừ. Hai mình lần đầu tiên mà thấy anh nào mà anh đụng như là anh đâu. Ừ. Ước nguyện hy vọng của em thì cũng giống như anh mến gì đó. Cảm giác sao chị Hương? À. Về cảm giác con không biết nào khó tả. Là sao kể cho nghe coi. Thấy không sao giờ nói. Hả? Không sao giờ nói. À, có rung không? Có hồi hộp không? Hồi hộp. Chút xíu em sẽ dẫn chị vô gặp một cái hoàn cảnh cũng giống như chị ha. Dạ. Rồi. Các bạn, gặp một nhân tố quan trọng, không biết các bạn để biết ai đi chưa ạ? Chào anh Mến nha. Anh Mến bữa nay biết là tụi em dẫn ai qua đây cho anh Mến không? Biết không? Biết. Dạ. Rồi. Mình sẽ dẫn chị Hương qua gặp trò chuyện với anh Mến nha tất cả mọi người. Tự nhiên mình anh em bình thường đấy. Mọi người tự nhiên anh em không? Chào tất cả các bạn nha. Như đầu chương trình mình đã có nói chị Hương hôm nay dắt chị Hương đi gặp một nhân tố quan trọng đó là anh Mến. Thì chị Hương đã biết anh Mến cũng lâu rồi. Thì chị Hương cũng không biết là đi đâu nên giữ bí mật. Thì giờ này mình sẽ bật mí cho các bạn biết nha. Đây là chị Hương, đây là anh Mến các bạn. Anh Mến ra gặp chị Hương ở có điện thoại gặp nói chuyện chị Hương rồi phải không? Có nhắn tin rồi. À có nhắn tin rồi, chưa có gặp ở ngoài phải không? Cũng có luôn rồi, tôi với anh Thanh Bụi. À tức là quay một cái đoạn ha, quay anh ra lại coi YouTube gặp chị Hương à. Coi trên YouTube á. Đúng rồi. À chị Hương cũng có gặp anh rồi. À, chị cũng đang mến mộ anh lắm á. Mến mộ anh Mến, tại vì anh Mến cũng có một cái cơ hội tiến tới rất gần với cái cuộc phẫu thuật này đó các bạn. Mến cũng rất là vui, ngày nào cũng được cộng đồng mạng quan tâm đến để chia sẻ cái niềm vui với anh Mến rất là nhiều. Bữa nay hôm qua chắc đông người lại lắm đúng không? Đúng tới rồi. Trưa tới chiều đúng không? Hôm qua tới chiều. Hôm qua tới chiều luôn. À anh có tối vừa. Hôm qua đi công chuyện tới à? Tối vừa không vừa. Hồi trưa hôm qua em đi đám về xong em cũng có chạy quẹo qua đây, không có ai em gì về bệnh luôn. Mà không có khu mệt luôn. Hôm qua là mệt. Ừ. À, mệt rồi đi xe với về với anh em là anh hỏi thăm. Không có, không có mệt. Đi xe mệt hả? Anh Mến đi xe đâu quen đâu không? Nhưng kiện nghe nói. Thấy hôm qua ảnh dán cái chống ói đúng không? Xe có bị ói không? Cũng có, cũng cố gắng. À nhưng có thuốc đâu mà ít có đi xe thường thường bị như vậy. Nếu đi xe thường xuyên thì không sao. chị Hương có đi xe lớn được không? Dạ được, anh em đi xe cũng quen. À, không có bị ói ha. À, vết thương mở con Mến còn đang nhiều lắm không? Nó cũng mà còn cú bút hơn, cũng đau nhiều. Dạ. Cũng năm ngày. Nhiều lần, hơi lần. Cũng được năm năm quẩn thứ hai có cũ. Dạ, thứ hai tắt chỉ. Ừ, có lắm mà. Bác sĩ nói mặt mổ gì cỡ mấy lần hết luôn. Cái mà nhiều lần, khoảng 4 lần hết rồi. 4 5 lần hả? 4 5 lần. Ừ. Nói chung phẩm mỹ thì không phải một lần xong. Làm từ từ mới hoàn thiện đó. Lần sau ta sẽ rút cái gì đó lên từ từ nữa. Bọn anh thì làm của ta không có thật khó. Cái cao của anh khó hả? Đúng không? À, tại vì đúng là khó thiệt, có nhiều bác sĩ là ta không nhận đó. Đúng rồi. Sao gặp được may mắn gặp được Tú Dung cũng là một cái may mắn ra luôn. Luôn bắt đầu mổ phụ nước ngoài luôn. À, có liên lạc bác sĩ nước ngoài luôn. Dạ. Cũng có bác sĩ chạy ha. Cũng có trực tuyến luôn nè, khám trực tuyến luôn. Khám trực tuyến luôn. Ừ. Thấy điện thoại thấy hình đó, thấy đưa lên có xem cái đoạn đó. À, kính thưa tất cả mọi người, cô bác anh chị và các bạn, hôm nay mình cùng chị Hương qua nhà thăm anh Mến, được hay tin là anh Mến đi Sài Gòn về quê thì dễ đi mổ cái này là cắt một phần đó hả anh Mến? Sinh khí hả? Sinh khí. Thì nó cũng có mổ tối nào cũng có mặt anh đó.
Một quán lúc nào mình thí nghiệm. Thí nghiệm à? Còn sự là chưa có làm cái công việc hết. Có đó là mình không có xét nghiệm thứ 20. Trong xét nghiệm thứ 20 là mổ tinh khiết đó ha. À, có nghe sắp tới nữa mình sẽ mổ cái gì nữa không? Rồi có quà và vừa mổ ngao. Vừa ống thử của ống thuốc tàu mã rồi quá. À, cho nó teo nhỏ lại à. Em thấy là hình như là cái gương mặt anh khi mà cái đợt này đó em thấy nó hơi gọn lại đó. Đúng rồi, anh mới hồng môi nè. Gọn lại. Nó cũng cũng có quách một thằng rồi. Đó, tốt rồi. Nhưng mà qua nó ống thuốc nó thấy nó nhỏ hơn mùa đó. Đỏ nữa ha. Lúc trước cái môi dưới anh thấy là hồng mị dưới luôn. Hồng dài dưới. Như là nó gịch lên, bớt. Rồi mình có nghe bao lâu mình mới người ta mổ hả? Nói chung cũng chưa biết đâu anh. Chưa biết. Có ống thuốc được tự từ từ đi. Chờ kết quả lúc nào á. Chờ kết quả xét nghiệm mổ lần này á. Nói chung cũng còn lâu. Nói chung từ từ. Nói chung đỡ mấy chục năm mà bây giờ lẽ đỡ 1 năm nữa không được sao? Anh nói nó đỡ 1 năm nữa cũng không sao, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà không tới 1 năm đâu. Cũng mau. Con mặt anh cũng mau hồi phục, nếu bác sĩ chấp nhận là cái gì cũng làm được hết. Thì khi bác sĩ không chấp nhận thôi, nếu chấp nhận là cái gì bác sĩ cũng làm được hết. Hy vọng chị Hương sẽ cũng được may mắn như anh Mến nha các bạn. Em cũng được, hy vọng may mắn giống như anh Mến. Có hy vọng thôi, mình sống là không có hy vọng. Chị Hương gặp anh Mến được bác sĩ quan tâm với cộng đồng mạng quan tâm, chị Hương cũng mừng lắm. Chị nói cũng mừng cho anh Mến. Có anh không? Thì kính thưa tất cả mọi người, đây là hai cái hoàn cảnh độc nhất vô nhị ở tỉnh An Giang, ở huyện Phú Tân với huyện Châu Phú, với huyện Châu Phú. Chị Hương là ở bên Châu Phú, còn anh Mến là ở Phú Tân. Hai cái hoàn cảnh này rất là đặc biệt luôn. Thì tất cả mọi người, các cộng đồng mạng thấy cái clip này hãy chia sẻ để cho tất cả các nhà hảo tâm ở trên toàn đất nước Việt Nam này cũng như là ở ngoài nước ngoài luôn, ai cũng biết để tìm đến giúp cho hai anh chị. Thì chị Hương năm nay 31 hả chị? Em năm nay 31. Chị Hương 31 tuổi, còn anh Mến là 35. 35. Ừ. Thì dễ. Qua hàng ba. Dạ. Anh Mến tiếu quá là vui mọi người ơi. Dạ, dù ông tôi 37 tuổi già hơn anh. Anh già rồi. Chưa mai mốt trẻ lại. Anh Mến cười không dám cười mạnh đâu mọi người. Đau anh cười đau không? Hơi đau. Nên thiếu. Mổ rồi mà vẫn còn vui ha. Cũng là bữa nay rút lên mà không có tâm trạng thoải mái vui vẻ luôn. Mình đúng rồi, mình vui vẻ, bác sĩ cũng có dặn đó đúng không anh Mến? Đúng rồi. Cũng rất là lo không, không, không mình cứ không. Tâm trạng cứ thoải mái. Thì được biết là cái bác sĩ Tú Dung ở trên rất là tốt đó anh Mến. Đúng rồi, quá tốt rồi. Là lo từ A tới Z luôn đúng không? Đúng rồi. Ăn uống ngủ mơ cứu thứ rồi tới mà khi mà anh Mến về là có cái đội ngũ là y tá là của bên bệnh viện đưa về luôn phải không anh Mến? Đúng rồi. Rồi cũng thay mặt anh Mến cảm ơn tất cả các nhân viên y bác sĩ. Bệnh viện đó là gì? CW của Hàn Quốc ha. Rồi cảm ơn bác sĩ Tú Dung. Chị Hương có hỏi gì anh Mến không chị Hương? Như anh Mến được tái tạo lại được một phần nào đó rồi đó, chị có ước nguyện hay là gì đó chị hỏi anh Mến, cho anh Mến trả lời. Thì... thì bây giờ là chính miệng chị Hương hỏi luôn thì cho tất cả cộng đồng mạng ai cũng đều nghe đều hiểu. Chị Hương hỏi đi. Chị Hương nó không biết hỏi gì. Không có ước nguyện luôn. Hy vọng luôn. Hy vọng á. Mà có mệt có hôn thôi. Ước nguyện hy vọng của em thì cũng giống như anh Mến gì đó, vì cũng được mong muốn là đi phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt được bình thường như những người khác vậy. Mình sống rồi không có hy vọng luôn. Từ khi được đăng video lên là có hy vọng có nhiều người biết đến sẽ có hy vọng. Hai mình một thằng máu quắn nè. Dạ đúng rồi. Hai mình lần đầu tiên mà có anh nè, anh đụng là anh đâu.
Vậy thì một tháng một được qua thôi, không được qua thôi. Thật sự hai vị thằng may mắn quá. Hai vị thằng may mắn nha. Thảo 15, 1990 với An Giang Lê Thanh là hai vị thằng may mắn anh mến nói. Thật sự Lê Thanh nghe cái câu nói này thì rất là cảm động. Rất là vui. Tuy Lê Thanh không có giúp được anh những cái gì lớn, nhưng mà giúp anh được cái khả năng để kêu gọi thôi ha. Lê Thanh rất là xúc động khi nhớ là anh đã nhớ tới Lê Thanh với nhớ với Thảo. Cái đó là Lê Thanh rất là cũng mừng. Có no ham luôn á. Cũng nhỏ có ham mà nó có được hy vọng của thế này thôi. Quá mừng luôn các bạn ơi, anh mến còn nhớ đến Thảo và Lê Thanh là người đầu tiên, kêu bằng người đầu tiên khai thác đó, đúng không? Mà anh mến cũng bất ngờ nữa, không nghĩ là cái chuyện nó sẽ dẫn đúng đến rồi. Ngày hôm nay đúng không? Đúng rồi. Cái đó là quá bất ngờ luôn á, đúng không anh? Em làm cái video đó là suy nghĩ là chắc cũng được một phần nào đó thôi, ai ngờ là nó sẽ dẫn đến cái may mắn cho anh rất là lớn. Cái những người làm YouTube như tụi em rất là vui. Đó của nó mà hai vị thằng may mắn. Hai vị thằng may mắn. Trời ơi, câu nói này để Thanh nhớ hoài luôn anh Mến ơi. Đó, có lưu vô đây rồi. Nếu mà không có hai ông con người nó có mà thấm áo. Dạ. Em cũng không còn đau khổ, còn cục vận thôi. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn anh Mến rất là nhiều. Còn nhớ đến Lê Thanh và Thảo nha các bạn. Thực sự mình thấy anh Mến cũng rất là đáng thương. Lúc đầu đáng thương quay lên để kêu gọi người giúp đỡ mà không biết là có giúp được hay không. Mà hên là nhờ mấy anh em kinh lớn nhảy vô nữa. Từ cái video của Thảo và của Lê Thanh mà mấy anh em kinh lớn nhảy vô, rồi trong cái bác sĩ, rồi lớp mạnh thường quân nước ngoài, nhiều người biết đến. Thì anh Mến cũng nhớ đến cái kỷ niệm ban đầu của Thảo và Lê Thanh. Cảm ơn anh Mến nhiều.